Thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe và Đời Sống với Tiến sĩ Trì Phạm và Giáo sư Tiến sĩ Vi Hồ. Quý vị biết rồi, hai chị em lúc nào cũng nói chuyện với nhau. Lâu lâu mình có khách mời để mà nói về những cái đề tài mà Trì với lại Tiến sĩ Vi Hồ nghĩ là ít nhiều có giúp cho quý vị. Thì đây, hôm nay thì mình sẽ nói về cái chương trình gọi là nhồi máu cơ tim thưa quý vị. Tiếng Anh nó dịch đại khái là heart attack, mà bên y khoa nó gọi là myocardial infarction. Thì trước khi mà đi vào chương trình đó thưa quý vị, thì chị mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý vị thân thương của đài ạ. Mời Tiến sĩ Vi Hồ. Tường Vi xin kính chào quý vị khán giả của đài Tiếng Nước Tôi, và xin chào tất cả những anh chị em đang có mặt trong đài, và xin chào Tiến sĩ Trì Phạm. Rất là hân hạnh ngày nay có việc có dịp trở lại đây để cùng chia sẻ với lại quý vị khán thính giả của đài những đề tài tài cho sức khỏe. Mà Tiến sĩ Trì, bữa nay mình nói cái đề tài này nghe ghê gớm quá ha, là nhồi máu cơ tim. Nghe nói cái tên là thấy bốn chữ này là đã mình thấy cũng bắt đầu rụng rời rồi. Nói cái nhồi máu cơ tim hay là em myo-infarction hay là MI, hay Việt Nam mình gọi, tiếng Mỹ ở đây nó gọi là heart attack, nếu mà giống như là cho nói vắn tắt là như vậy, nhưng Việt Nam mình là nhồi máu cơ tim. Thì theo Vi hiểu là cái bệnh này là cái bệnh này thuộc về cái bệnh tim mạch phải không? Tim mạch ở những cái thống kê khác trên thế giới thì Vi không biết rõ lắm, nhưng mà ở trong cái nước Mỹ ở đây á, thì phần lớn cái con số tử vong do cái bệnh tim mạch mà ra là hình như là cái con số tử vong nó là hạng nhất phải không? Dạ đúng rồi thưa Tiến sĩ Vi Hồ, cũng như là quý vị khán giả, thì cái bệnh tim mạch nói chung nó gọi là cardiovascular disease đó. Thì ở Mỹ này đó, mỗi năm á, là có khoảng là có gần 1 triệu người chết á, vì cái bệnh tim mạch này, là có khoảng 840.000 người á, thưa quý vị. Thì như quý vị cũng biết rồi, mình á, mình nghe cái bệnh ung thư á, thì mình sợ lắm. Nhưng mà nhiều quý vị không có để ý biết rằng thì là cái bệnh mà tim mạch là đúng ra là cái bệnh mà giết người hàng đầu ở Mỹ này, chứ không phải là ung thư. Đó là cái điều mà quý vị cần để ý. Ung thư là đứng thứ nhì thôi, mà cái nguyên nhân mà giết người hàng đầu ở Mỹ này á, là bệnh tim mạch. Thì như chị nói, mỗi năm trung bình có khoảng 800-900.000 người ở Mỹ này chết vì cái bệnh tim mạch, là gần 1 triệu thưa quý vị. Và cái sự tốn kém không những về nhân mạng mà về tiền bạc cũng nhiều lắm thưa quý vị. Ở Mỹ này đó, có mỗi năm á, là mình chi phí có khoảng từ 350 cho đến 400 tỷ đô la thưa quý vị, không phải là triệu đâu quý vị, mà tỷ đô la. Cái vấn đề chi phí về các bệnh tim mạch rồi này kia cái nọ. Và cho quý vị thấy rằng thì là đó, ở Mỹ này á, cái số người nó chết vì bệnh tim mạch nhiều là như thế này. Quý vị thấy rồi, cứ cỡ khoảng 40 giây, cứ mỗi 40 giây á, là có một người Mỹ là bị đau tim, bị heart attack, hay là bên như chị nói, bên y khoa nó gọi là cái myocardial infarction. Thì hầu hết như quý vị coi phim, coi đồ Việt Nam, đặc biệt là phim Việt Nam, phim Tàu á, hay thấy là tự nhiên rồi, hay là cải lương chẳng hạn, là đang ca 6 câu giọng cổ rồi tự nhiên nghe một cái tim gì chấn động, cái tự nhiên là ôm ngực lăn ra, là thường cái triệu chứng đó là vậy. Nhưng mà chắc là tí xíu nữa chị mời Tiến sĩ Vi Hồ mình đi sâu về cái vấn đề triệu chứng, là tại vì không phải ai mà bị đau tim đều ôm ngực lăn ra bất tỉnh nhân sự hết. Phải không Tiến sĩ Vi Hồ? Dạ đúng rồi. Nhất là cái vấn đề phụ nữ, với lại như là có thể mình có những cái bệnh khác, bệnh kinh niên như bệnh tiểu đường, thành ra những cái triệu chứng mà về đau tim á, gọi là nhồi máu cơ tim á, thì là có thể nó khác nhau tùy mỗi người, mỗi cá nhân, với lại những cái cá nhân đó có những cái tiền sử về bệnh như thế nào. Thì Vi cũng xin nhắc lại một chút á, là mình nhiều khi mình nói nôm na là bệnh tim, thì cái trái tim của mình á, thì bên ngoài á, ngoài trái tim nó có những cái mạch máu, thì để những cái mạch máu đó nó đem những cái chất dinh dưỡng, và nhất là cái oxy đó quý vị, để vào để mà nó nuôi cho cái trái tim. Thì cái trong người mình có bắp thịt nè, gọi là cơ đó, rồi có những xương, thì cái trái tim á, là một cái cơ, là một cái cơ mà nó
Nó giúp cho tất cả những cái cơ khác, những cái bộ phận khác trong người mình. Tại vì cái tim, quý vị biết là cái nhịp đập của mình là cái tim, gọi là tim đập thì lúc nào cũng đập, dù mình vui buồn khóc hay làm gì đó thì tim nó cũng phải đập. Mà cái tim nó không đập thì là coi như là mình đã không không ổn rồi đó. Thành ra cái tim nó lúc nào nó cũng phải đập, mà muốn nó mà được đập nhịp nhàng mà khỏe mạnh thì phải có những cái mạch máu bên ngoài nó đem những cái oxy vào trong đó, thì cái đó là phía bên ngoài. Khi mà ngày hôm nay chúng ta nói chuyện về cái bệnh về heart attack hay là bệnh nhồi máu cơ tim thì mình nói về phía bên ngoài là những cái nguyên nhân làm cho cái tim nó không có đập được hay là nó thiếu cái chất oxy. Còn khi bệnh tim mình cũng có thể nói là những cái sơ cấu ở bên trong nữa nha. Thì bên trong trái tim thì mình có cái valve rồi, mình có đủ thứ bên trong đó. Thì ngày hôm nay mình chỉ nói chuyện về vấn đề bên ngoài, rồi bên trong thì ngày sẽ hẹn quý vị là một ngày nữa sẽ trình bày về những cái bệnh bên trong. Thì cái bệnh bên ngoài hay là bệnh nhồi máu cơ tim là cái tim của mình nó có nhiều cái mạch máu nó đem oxy vào, mà trong cái oxy đó nó có cái nó đi theo một cái chiều hướng, nó đem cái oxy vào trong cái mạch cái trái tim của mình. Vì một lý do nào đó mà cái oxy này, cái lượng máu này nó không vào được trong cái trái tim của mình, thì nó làm cho cái oxy không vào được, thì cái đó là nó gây ra cái thiếu cái oxy vào. Thì hồi đó là cái một khi mà mình trong người mình mà thiếu oxy thì cái chỗ nào mà nó bị thiếu thì nó có thể nó làm cho mình biết là mình thiếu, thì cái đó nó sợ lên, giống như nó đau lên. Thí dụ quý vị mà đau cái có những cái bệnh mà cái chân, nếu mà không có đủ oxy về cái chân thì cái chân đó nó sẽ rất là đau nhức. Rồi nó giống lại thì cái tim của mình cũng giống giống y như vậy, nếu mà không đủ oxy nó sẽ làm đau nhức, thì nó làm bị nghẽn. Nhiều khi nó có thể nghẽn hết những cái mạch máu, có thể nó nghẽn hết hay là nó chỉ có một nghẽn một phần nào đó. Thì nếu mà mình nghẽn một phần nào đó mà mình có thể cứu cấp được kịp thời thì cái mạch máu đó nó có thể nó được cứu vãn, và những cái trong cái bắp cơ tim của mình thì cái chỗ mà nó thiếu oxygen đó thì giống như là nó bị không không làm việc đó, nhưng mà cái chỗ đó có thể những cái tế bào đó nó có thể chết đi. Thì cái tùy theo cái nguy hiểm hay là cái mà không có đủ oxy vào hoặc trong chỗ đó nhiều hay ít. Nếu mà nó rất là nhiều thì trái tim mình sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều, nó nhiều khi có thể không cứu được, hay là cứu có thể cứu được nhưng mà có thể mình không có được đầy đủ cái tác dụng của cái trái tim, nó tác dụng giống như là cái hồi mà nó chưa bị, thì cái đó sau này nó sẽ gây ra những cái bệnh khác, có thể là bệnh trong nó không có bơm cái oxy hay là máu mà ra thường thì nó cái máu đó nó động lại, nó là cái có thể nó về phía bên phổi, nó thành ra có nhiều khi có thể mình không thở được hay là cái tim mình bị suy đi, thì đó là những cái hậu quả của cái dồi 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 bệnh dồi máu cơ tim. Còn nhưng mà trong cái thời gian mà nó bị ngay cái lúc mà mình bị thì có nhiều khi có những cái triệu chứng, nhiều khi cái triệu chứng là mình tự nhiên cái mình đau, có thể như là nếu mà lâu quá thì có thể đau, tại vì trong trong người mình nó thiếu cái oxygen đó. Rồi nhiều khi khó thở, có nhiều người thì có thể xây sẩm mặt mày có thể xỉu xuống. Rồi có người ta nói thông thường là trái tim mình ở bên bên nào, bên mặt hay bên trái bên trái phải không? Nhưng mà cũng có những cái trường hợp có những người trái tim nó xê dịch một chút qua bên đây mặt nha, nhưng mà phần lớn chúng mình là có cái chúng ta là có trái tim ở phía bên này trái. Thì thông thường ngay cái tim chỗ này thì có thể mình thấy đau, thành ra cái phản ứng tự nhiên là mình ôm cái ngực của mình. Nhiều khi mình thí dụ mình đi ngang qua một người nào mà đó thấy họ có vẻ như đang đau hay là có những cái triệu chứng như là toát mồ hôi ra rồi họ ôm cái ngực mình, thì cái đó có thể là lý do là có thể bị trái tim nó có thể bị đang bị ảnh hưởng. Rồi nhiều khi là cái mình đau chỗ này cái nó lan ra, ok, nó cái đau nó có thể lan ra cái tay, rồi nhưng nhiều khi nó không ra cái tay nhưng mà nó có thể lên cái cổ hay là lên cái mặt của mình. Thành ra cái nhưng mà thông thường nó hay ảnh hưởng phía bên tay trái, tại vì đó là nó gần trái tim hơn. Thành ra thí dụ như là không đủ oxy, trái cái
cái tim không đủ mạch máu, nó bắt đầu nó gọi là thoi thóp đó, thì nó ra dấu hiệu là không có được ổn rồi, tìm cách giúp nó đi. Thật ra là có thể đau rồi, nó cái đau nó chạy ra tay, có thể lên cổ, rồi nhiều khi mình toát mồ hôi quá, nhiều khi đau quá phải toát mồ hôi ra, rồi cái nhiều khi không có đứng vững thì thông thường có thể bị té xuống. Thì đó là những cái triệu chứng mà đang khi mà bị cái nó bị heart attack, hay là trong cái thời kỳ đó mà tim nó không có đủ oxygen. Thì đó là những cái triệu chứng mà ngay cái lúc đó mà mình đang bị nó như vậy. thì thì thông thường á, cái người lớn tuổi á thì dễ bị hơn là những cái người mà còn trẻ, nhưng mà đừng có nghĩ là mình trẻ thì mình không có bị. Vì cũng thấy có nhiều người mà khi còn còn rất trẻ, nhiều khi ba mươi mấy bốn mấy mà cũng bị cái đó. Thì có nhiều người hỏi là tại sao mà tôi bị cái bị bệnh tim bệnh như vậy, làm sao mình có thể biết trước để mình có thể, nếu mà được thì có thể ngăn ngừa. Thì khi mà Vi rửa xin lại, Vi nói trở lại là ví dụ mà quý vị bị đau, thấy tim đau, toát mồ hôi, cái đau nó chạy lên cái mặt, bên mặt hay là bên tay, giống như là giống như là mình không có được ổn, thì cái đó phải phải gọi cấp cứu nha. Tại vì nhiều khi có nhiều người nói là để có thể, để tôi coi một chút nó có thể nó bớt hay không. Nên nếu nếu mà mình đã có những cái bệnh khác như bệnh cao máu, rồi bệnh tiểu đường, hay là nhiều cholesterol, thì trong đó là quý vị phải 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 gọi cấp cứu hay là báo cho người nhà, có thể phải gọi 911 đó. Thì đó là những cái triệu chứng mà khi mà mình đang bị heart attack. Cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả. Hồi nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có nói là trái tim mình nó đập không bao giờ ngừng nghỉ, vui buồn gì bao nhiêu chục năm là nó đập hết. Hồi xưa chị nhớ cái bài của cái ông nào mà 60 năm cuộc đời đó thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ đó thường quý vị ở bên Mỹ này cái đời sống vật chất nó cũng ok, rồi thuốc men khoa học kỹ thuật nó cũng tiến bộ, bởi vậy cái tuổi thọ trung bình là tăng từ lúc đẻ ra cho đến đập. Hồi xưa đó là trung bình là người ta sống có 60 mà bây giờ lên 80, bởi vì nó đập suốt 80 năm. Mà tiến sĩ Vi Hồ nói vậy á, thì nhắc chị đến đến cái vấn đề, nhớ đến cái vấn đề tình yêu thưa quý vị. Nhiều khi á mình yêu người nào á, nhiều khi yêu hôm nay ngày mai không yêu, yêu năm nay thì hôm nay sao không yêu, nhưng mà trái tim của mình lúc nào nó cũng yêu mình hết á, nó đập chừng nào mà mình ngưng thôi. Bởi vậy chị nghĩ cái phần sau của chương trình có lẽ là mình sẽ đề cập sơ sơ về cái vấn đề là làm sao để mình take care, mình thương cái trái tim của mình dùm. Tại vì nó thương mình, nó đập quanh năm suốt tháng, đập ngày đập đêm, đập không ngừng nghỉ, thì mình phải làm cách nào đó để thương lại cho nó đúng phải không tiến sĩ Vi Hồ? Dạ đúng rồi đó chị. Với lại Vi cũng thêm nói thêm á, là những cái triệu chứng đó không phải ai cũng giống y như vậy hết á, là mới bị bệnh nhồi máu cơ tim. Nhất là phụ nữ nha, nhất là phụ nữ. Thông thường người ta nói mấy mấy ông thì hay bị bệnh này, nhưng mà phụ nữ của mình là cũng rất là cũng có rất là nhiều người bị cái nhồi máu cơ tim rồi. Thì nhất là phụ nữ, nhất là những người phụ nữ mà sau cái tuổi hồi xuân á, là cái tuổi mãn kinh rồi á, thì họ có thể khi mà nó cái cơ nguyên để mà tăng gia cái bệnh về nhồi máu cơ tim nó cũng cao hơn. Nhưng mà họ không có, thông thường có thể họ không có những cái triệu chứng thông thường, như triệu chứng thông thường đau đau trong ngực, rồi nó lên cổ, lên lên tay, rồi mồ hôi ra nhiều, nhiều khi muốn như là muốn xỉu. Thì những cái phụ nữ này nhiều khi có những cái triệu chứng đó, hay là có thể họ có những cái triệu chứng khác, không thấy giống như là nhiều khi muốn ói, họ cứ nói là tôi đau bụng. Thì cái nhiều khi nó đau bụng là có thể là phía dưới cái phần bao tử của mình, nghĩa là cái bên trái. Có nhiều người họ nói đau bụng là cái phía bên tay mặt nữa, nhưng mà thông thường là nhiều khi nó đau rồi buồn nôn, muốn ói, buồn nôn. Và nhất là những quý vị nào mà có bệnh cái tiểu đường, thì cái những cái triệu chứng để mà cho biết là mình đang bị nhồi máu cơ tim, nó không có nó giống như là trong người ta thường nói là đau đây. Nhiều khi nó chỉ giống như là muốn nhợn nhợn, muốn ói, nhiều khi thấy thấy không khỏe, có thể phải đau đầu, rồi nhiều khi chóng mặt, rồi nhiều khi mình có cảm thấy cảm giác giống như là mình bị bệnh cảm vậy đó. Thì có nhiều cái cũng thấy cũng rất là
bằng làm có thể mình dùng bằng chứng để cho kính thưa quý vị về những cái triệu chứng này. Tại vì có những người phụ nữ mà nhiều khi có một cái nhiều khi họ đi khám hàng 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 thường niên á, thì khi khám hàng niên mà nếu mà mình đã lớn tuổi rồi, nếu mà mình có bệnh cao máu nữa, thì thông thường họ làm như gọi kế tông đồ cái gì, họ làm EKG hay là kế tông đồ, họ làm cái đó ra thì trong những cái kế tông đồ đó, nếu mà mình ngày xưa mình đã bị cái dồi máu cơ tim rồi thì cái kế tông đồ nó có thể đổi đi, thì người ta mình có thể mình đọc vào cái đó mình nói, ồ cái này là bác bị dồi máu cơ tim, có thể là trong cái thời gian trước không bao lâu lắm thì không biết, nhưng mà đã quá trình đã có rồi. Thì nhiều khi mình có bị cái nhồi máu cơ tim mà mình không có biết nữa, nhưng mà cũng may mắn á, là mình thoát qua cái đó, thành ra mình có thể còn sống được thế mà đi đi khám bệnh hàng năm. Thành ra với phụ nữ á, như với lại những ai mà bị bệnh như là tiểu đường thì những cái triệu chứng nó không có phải giống như là những người mà không có bị những cái bệnh đó, hay là nam giới khi mà họ bị nhồi máu cơ tim. Thì cũng thưa quý vị là câu hỏi mà người ta hỏi là tại vì sao, nguyên nhân nào mà gây ra cái bệnh này. Cái bệnh này thực sự là cái bệnh rất là hiểm nghèo. Một khi mà mình nói tôi bị heart attack hay tôi bị nhồi máu cơ tim là ai nấy cũng cũng bàng hoàng sửng sốt, cũng rất là sợ hãi, thì cái bệnh này nó có thể gây tử vong. Thì cái nguyên nhân nào gây cho cái bệnh nhồi máu cơ tim á, thì mình thống kê cho biết, mà cái này cũng đã lâu rồi, những cái thống kê này hay là những cái việc cuộc nghiên cứu này cũng đã nghiên cứu rất là lâu năm rồi, thì họ cho thấy là những cái người giống như có thể bệnh như là bệnh cái cholesterol hay là cái chất béo trong người mình nó cao. Thì quý vị biết là những cái trái tim của mình nó được oxy từ những cái mạch máu bên ngoài, cái trái tim nó bổ sung vào trong. Nhưng mà những cái mạch máu đó mà nó bị nghẽn đi thì nó máu nó đâu có thông vào được. Thì thông thường cái chất mà nó làm nghẽn cái những cái mạch máu á, thông thường là cái những chất như là cholesterol, nhiều khi có thể mình cao cholesterol nó đọng lại trong những cái vành máu đó, mạch máu đó, rồi từ ngày lâu lâu nó lâu ngày nó làm cho cái vành mạch đó nó từ từ nó hẹp dần đi, nó hẹp tới cái nỗi mà máu không qua thông được, thì hồi đó là nó có thể gây nguy hiểm cho cái cơ cơ tim của mình. Rồi những cái chất chất béo nữa, thì vì nói là cholesterol là cái chất cholesterol thì thông thường cái đó cũng rất là tốt, nhưng mà một khi cho cơ thể mình, tại vì nó có thể làm ra những cái chất kích thích tố bổ dưỡng cho trong cơ thể mình, nhưng mà nếu mà nhiều quá thì nó không thông được, thì nó đóng đóng trong cho những cái mạch vòng đó, thì chất béo nó cũng vậy. Thì mấy Họ nói chất béo, chị mới nhớ hồi ở Việt Nam á, buồn cười lắm, mà mỗi lần đi vô tiệm phở ăn á, là ngoài cái tô phở nổi nổi mỡ lòng bồng phở phở bò thơm lắm không tiến sĩ Phi Hồ, nhiều khi còn kêu một chén nước béo với lại một một, một chén hành trần nữa. Bởi vậy nếu mà ăn thì thấy ngon thiệt, nhưng mà nguy hiểm thưa quý vị. Ở Việt Nam nhiều khi mình không có để ý, không có biết, nhưng một khi mình qua Mỹ rồi á, nhiều cái phương tiện truyền thông, mình có internet rồi, mình có những cái bài nói chuyện như tiến sĩ Vi Hồ với chị á, thì mình ít nhiều mình hiểu được về cái vấn đề nguy hiểm của vấn đề cholesterol mà nó cao quá. Bởi vậy mình biết để mình tránh, không có mỗi lần vô tiệm phở là kêu một một chén nước béo. Cái đó là bên bên Việt Nam mình vi nghĩ là cái đó là hồi trước á, nhiều cái vấn đề dinh dưỡng á, mình cũng có thể là mình không có được dồi dào như là hiện thời, thành ra nhiều khi cái chất béo trong người mình nó chưa đúng ra thì nó cũng có thể là nó không có thặng dư như là lúc bây giờ. Thì hồi đó ăn cái gì nó có béo là rất là ngon, tại vì có thể là trong người mình đang thiếu những cái chất đó, nhưng mà hiện thời bây giờ thì là vì nghĩ là cơ hội truyền thông nó cũng rất là nhiều, với lại cái vấn đề dinh dưỡng thì vì nghĩ là mình cũng là đồng bào của mình cũng đã biết rất là nhiều, thì bây giờ cái chương trình ngày hôm nay là mình cũng có thể giống như bổ sung thêm. Chứ vì nhớ là giống như chị nói là ngày xưa cái nước béo rồi là hành nữa ra nó nghe nghe cái mùi rất là thơm, nghe cái mùi không là đã muốn ăn rồi, nhưng mà bây giờ là phải cưỡi dữ lắm. Mà chị với lại quý vị khán thính giả có đài đài có biết không, là có một món nữa đó rất là tuyệt vời, nhưng mà nhiều khi mình nếu mà mình bị cholesterol thì mình không có được động đậy tới, nếu mà động đậy được tới thì có thể chút xíu thôi. Ngoài cái việc là cử những cái chất béo từ trong những cái thịt đỏ đó, chị biết không, khi mà mình nấu phở đó, thông thường là ngày xưa mình hay nấu phở bằng
bò chứ gì, xương bò gì thì có cái mục nó gọi là mục xíu quách á. Ồ, là xương bò rồi hả chị? Xương bò khi mình nấu xong rồi thì những cái xương đó còn á, thì nói nôm na là xíu quách. Cái đó mà chị biết không, mà trời, mà trời lạnh ở bên ngoài á, trời lạnh bên ngoài đi vào tiệm phở, nhưng mà không phải chỗ nào cũng có món đó, nhưng mình phải đi xin ăn với lại chủ trước á, và để dành cho tôi mấy mấy tô xíu quách. Khi họ đem mình tới, họ đem những cái tô xíu quách ra, trời ơi chị biết không, ăn nhiều khi ăn mệt nghỉ á, à, xin lỗi, không biết no đó. Cái đó là mấy năm về trước thì cũng có thử một cái món đó như vậy, thì rất là ngon, nhưng mà thực sự ăn xong rồi tôi chết rồi. Phải phải uống thêm thuốc cholesterol hay là phải làm gì cho tiêu cái đó, nhưng mà bây giờ là món xíu bách là không không có tồn tại nữa. Nhưng mà những cái tiệm phở họ nấu cũng còn rất là nhiều người đem về, nhiều khi họ đem về gọi là nhậu đó. Thì cái món đó là mình phải bớt đi nha, phải bớt đi. Ăn Thì thì ngon nhưng mà coi chừng nước bóng à, tiến sĩ Vi Hồng. đúng rồi, cái đó, nhưng mà cái đó rất là ngon, nhưng không không phải là mình quảng cáo xíu quách đâu nha, nhưng mà chị muốn nói là món này rất ngon, nhưng mà nhiều khi mình phải phải để ý nha. Thì cái yếu tố nào, hồi nãy chị có hỏi là những yếu tố nào nó có thể làm ra cho một người có thể bị tăng cái nguy cơ để mắc cái bệnh nhồi máu cơ tim, thì thống kê cũng hay là nghiên cứu, thì đi hay nói chuyện hay nói về thống kê hay nói chuyện nghiên cứu, thì cái đó là những cái mà nó có thể chứng minh, dù rằng có thể mình đã biết rồi, nhưng mà có những cái cuộc nghiên cứu nó chứng minh như vậy, thì nhiều khi mình nói chuyện như vậy thì mình cũng có đủ dữ kiện để mà nói hơn. Thì họ thấy là nhiều khi một trong những cái nguy cơ đó là bệnh bệnh tăng xông á, Việt Nam mình tăng xông, hay là bệnh bệnh cao máu, hay là hypertension, và nhất là những cái bệnh này mà nhiều khi mình không biết. Mình không có đi đi khám thường thường niên, mình không đám thường không đi khám thường xuyên, thành ra nhiều khi mình không có đâu có cơ hội để mà đo huyết áp đâu. Có hồi cái bị cái nhồi máu cơ tim lăn ra, cái họ đo mà áp suất huyết của mình thấy nó rất là cao. Thì cái bệnh tăng xông này là cái bệnh giết người á, giết người mà không không gì không 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 dấu hiệu, không có tiếng nói, không có gì, rất là âm thầm, người giết người âm thầm. Tới hồi vỡ chuyện ra mới biết là mình bị cao máu. Thì quý vị cũng nên coi thử là mình có bị không. Thông thường người Việt mình hay ăn muối đồ nhiều á, thì cái nó làm nhất là phở nữa đó chị ơi. Tại vì muốn nấu cho ngon á, thì vì không biết ở nhà thì nhiều khi mình bớt lại, nhưng mà ngoài tiệm á, họ ăn ngon, nấu ăn ngon là biết sao không, rồi họ có thêm chất này thêm chất kia, rồi nhiều muối, có những cái chất đó thì nó mới ngon. Thì những chất ngon là thông thường nó cái đó là những cái chất sodium á, nhiều chất muối trong đó, nó làm cho mình dễ mình bị tăng 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 huyết áp hồi nào mà mình không hay. Tiến Đó sĩ thì là còn nói cái chuyện mà muối á, chị mới nhớ Việt Nam mình có câu á, là cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư, mà người Việt Nam mình thì hay ăn 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 ăn, ăn cá mà cá khô á quý vị, cẩn thận nhé. Cá khô thì ngon thiệt, nhất là có khô sặc á, mà mình nấu cơm lên xong mình nướng mấy khô sặc mà mình ngồi mình ăn á, trời ơi, nó ngon lắm. Mà ăn nhiều khi bình thường ăn một hai chén cơm mà có cá khô sặc là quất 5-7 chén cơm, ăn xong là uống nước sặc sừ luôn, mà uống nước nhiều quá, uống nước nhiều, muối nhiều quá. Cho quý vị nào mà bị cao cao huyết áp là cẩn thận nha quý vị. Bởi vậy chị nói đùa nhưng mà nói thật là cẩn thận về cái vấn đề ăn cá khô. Cá khô thì nó ngon miệng chị nói, mà chị muốn muốn ăn cá khô giờ phải nên cẩn thận vấn đề đó. Sorry tiếng chị cứ giống như là thọc gậy bánh xe vậy đó, hễ mỗi lần mà tiến sĩ Vi Hồ đang nói ông mình chọt cái cây vô vậy phải phải đứng lại. Không không, như vậy mới vui chứ, tại vì cái đó cũng liên quan tới cái vấn đề nó có thể làm cho mình bị cao máu đó. Thì đó là nói về cá khô. Bên đây thì bên đây có những cái cá khô mà họ làm, nhiều người họ đi biển á, thì họ làm cá mà họ lấy cá ngay từ biển lên, họ phơi khô lên. Thì có nhiều khi mình muốn ăn á, cái mình nói với họ là ví dụ tôi muốn mua mấy chục bao này nọ kia đó đó, thì nhưng mà làm cho tôi thì đừng có bỏ mứa, không có bỏ ướp muối gì hết trơn, cứ để như vậy phơi phơi nắng khô rồi đem về. Thì nếu nếu mà mình được có dặn dò được như vậy thì quá tốt, tại vì mình không có thêm phải thêm ăn 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 thêm muối. Còn nếu mà không thì là nhiều khi mình mà mua về mình phải ngâm cho nhiều, để cái muối, hy vọng cái muối nó ra bớt đi.
Nhưng mà thịt hươu khô là cái khô cũng là một trong những cái đặc sản của quê hương Việt Nam mình á, thành ra là mình phải thưởng thức cái những cái món đó, nhưng mà nhiều khi nó cũng có hại cho mình nữa, nhất là những cái khô đó mà nó mặn. Rồi quý vị thì cứ thử đi ăn mặn một bữa là thấy tay chân mình bắt đầu nó sưng lên, là mặt mày có thể là phúng phính hơn, tay chân nó sưng hơn chút. Nhiều khi mình nói bàn tay bữa nay nó đẹp giống như bàn tay búp măng á, mà thực sự ra trong đó có nhiều nhiều nước, tại vì muối vào trong người mình nó lại giữ lại cái lượng nước, thay vì nước nó đi ra ngoài theo đường tiểu á, thì nó giữ ra trong người thì nó lại làm tăng lên áp suất, làm có thể làm mình lên cân nữa đó. Thành ra quý vị cũng cũng nên để ý, thì là đó là cái một trong những cái có thể yếu tố hay nguyên do, nó có thể nguyên do nó có thể làm cho mình bị nhiều cơ hội về nhồi máu cơ tim. Còn một cái bệnh nữa là nãy giờ mình có nói tới nói lui nói thật nhiều, nhưng mà cũng có cái bệnh là bệnh tiểu đường hay là bệnh đái tháo đường, nhưng mà mình không có quen dùng cái chữ đó thì mình nói là tiểu đường nhé. Thì cái bệnh tiểu đường là cái lượng đường nó vào trong máu thì nó cao hơn, thì nó làm cho cái mạch máu á, nó cứng lại, nó cứng. Nhiều khi nó nói là danh từ Việt Nam, tiếng Mỹ nó gọi là giòn hay là brittle, nhưng mà nó làm cho cái mạch máu mình nó cứng lên. Thành ra một khi mà cái áp suất mà mình cao, nó đẩy máu qua những cái mạch máu mà cho trong người có đường á, thì những cái mạch máu gọi là cứng, nó đâu có coi nó đâu có giãn ra được để nó cho máu vô. Thành ra là cái máu nó vào đó thì nó không có co giãn ra được, thành ra là có thể mình đã ca bị áp suất cao, nó lại càng cao thêm, thì nó cũng làm cho nguy cơ về dồi dồi máu cơ tim nó lên cao nữa. Thì hôm nãy mình cũng có thể nói về cái chất béo hay cholesterol, thì Vi không dám nhắc lại. Nhưng nhắc lại bệnh nữa là cái nếu mà quý vị có bệnh sử trong gia đình á, trong gia đình có người về bệnh bệnh tim hay là bị nhồi máu cơ tim, thì có thể là cái cá nhân của mình có thể bị về cái bệnh này có thể nhiều hơn những người mà không có cái những cái bệnh đó trong cái lịch sử và trong gia đình của họ. Với lại nhiều khi có những người mà béo phì ha, béo phì cũng có thể làm cho tăng cái cơ hội để mình bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà không phải ai béo phì cũng bị dễ bị bệnh đâu nha. Vì thấy những người mà ốm á, thì cũng có thể bị, nhưng mà có thể là họ có cái tăng xong nhiều. Thì đó là những cái nguy cơ hay là những cái yếu tố nó có thể làm cho mình nhiều cơ hội để dễ bị nhồi máu cơ tim hơn hơn là Dạ. những người có những cái đó. Như tiến sĩ Vĩ Hồ, cũng như quý vị khán giả, tiến sĩ Vĩ Hồ hồi nãy có đề cập là có nhiều người mà không phải là người nào béo phì là mới nguy cơ đâu thưa quý vị, là tại vì chị biết có thằng bạn cách đây cũng mười mấy năm á, hồi đó nó có độ tuổi là 30 đầu lúc 30 thôi mà nó cũng bị đau tim tiến sĩ Vĩ Hồ, nó đang lái xe đó, xong rồi nó đang lái xe tự nhiên rồi nó bất tỉnh nhân sự nên nó tông vô người ta. À, nó đụng xe cho người ta nên phải phải kêu nai quanh quanh đưa nó vô bệnh viện, thì té ra là nó bị nhồi máu cơ tim, là tại vì nó bị cái cholesterol nó cao lắm đó, thưa quý vị, lâu ngày nó không kiểm soát á, bởi vì nó làm cho cái mạch máu nó bị nghẽn, thưa quý vị, đưa đến cái vấn đề là bị heart attack hay là MI, tức là myocardial infarction, and then vì cái biến chứng của cái MI hay là cái heart attack, cái tim nó đập loạn xạ, gọi là arrhythmia, nên khi cái tim nó đập loạn xạ nó không có nuôi đưa máu lên trên não chẳng hạn, nên cái người đã bất tỉnh nhân sự. À, đó là cái lý do tại sao thành ra chị muốn nhấn mạnh cho quý vị là mình già trẻ lớn bé hay là ốm mập gì đó, mỗi năm mình nơi đi thăm bác sĩ nhất là một lần. À, nếu mà mình có những bệnh khác như là bệnh đái đường, những bệnh cao huyết áp này kia cái nọ thì dĩ nhiên là mình đi thường xuyên hơn. Tại sao? Tại vì có nhiều người như tiến sĩ Thị Hồ nói đó, họ ốm mình cứ nghĩ là ô chắc là cholesterol là mỡ trong máu là nó ok, nhưng mà nhất thiết phải vậy thưa quý vị, có nhiều người mập trong quay hà mà cholesterol đều tốt hết, trong khi cái người ốm nhách ốm nhom hà mà cholesterol nó lại cao mà mình không biết, mình đi bác sĩ mình đâu có đi bác sĩ mình đâu biết, đâu có kiểm soát đâu, bùm một cái bị heart attack, bị nhồi máu cơ tim thì mới biết. Là quý vị để ý cái điểm đó. Với lại vấn đề nữa là hút thuốc lá thì quý vị, là chị hồi xưa chị nhớ có một anh bạn, anh cũng ốm thôi à mà anh hút thuốc lá dữ lắm. À, mà nhiều khi mình gặp thì mình nói nhắc sơ sơ vậy thôi chứ mình đâu có dám nói nhiều người ta giận. Nên boom tự nhiên chừng một năm sau chị nghe tin ảnh là bị nhồi máu cơ tim phải vô bệnh viện,
thông máu, thưa quý vị, thông cái mạch máu. À, đó từ đó anh mới tá hỏa tâm kinh, anh mới bỏ hút thuốc lá. Chứ hồi xưa anh hút không biết bao nhiêu năm, 30 40 năm, mà nhiều khi người ta nói vô nói vào vợ rồi nói tùm lum nó không nghe. Đến lúc mà mình thập tự nhất sinh, mình thấy cuộc đời nó thoáng qua trước ánh mắt xíu nữa là đi luôn rồi á, thì anh mới giật mình. Thì dĩ nhiên là mình không nên đợi như vậy, mình mới mới làm ngay thời điểm này. Nếu mà mình còn hút thuốc lá hay là mình uống rượu nhiều thì ngưng hoặc là giảm bớt xuống thật là nhiều, thưa quý vị, đặc biệt là vấn đề uống rượu. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì mình đề cập một số yếu tố về cái vấn đề mà tăng cái khả năng một người bị nhồi máu cơ tim hơn những người khác. Tiến sĩ Vi Hồ cũng có đề cập sơ sơ về cái tuổi tác, thưa quý vị, nam thì cỡ khoảng 45 50 tuổi trở đi á, hoặc nữ thì cỡ 55 60 tuổi trở đi á, thì mình nên để ý về cái vấn đề đó. Với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng nói sơ sơ về cái vấn đề mà làm cái điện tâm đồ, làm cái chị không biết tiếng tiếng Việt dịch chính xác như nào, gọi là cái EKG đó, thưa quý vị. Thì có nhiều người buồn cười lắm, tiến sĩ Vi Hồ biết rồi. Làm cái EKG á, trong phòng phòng mạch bác sĩ nó là hoàn toàn bình thường. Tự nhiên bước ra khỏi phòng mạch bác sĩ cái bị đau tim. Bị đau tim là phải vô đi cấp cứu, xong rồi người đó nói gọi sao kỳ vậy các bác sĩ, ông nói tôi cái EKG nó bình thường mà tự nhiên là sau mới bình thường đã 10 phút trước là ra khỏi văn phòng của ổng là bị đau tim liền. Tại vì không nhất thiết là ngay cái thời điểm mình làm cái EKG đó thì nó hoàn toàn bình thường, nhưng mà cái heart attack tức là cái đau tim có thể nó xảy ra ngay lập tức sau đó. Thành ra không có nghĩa là một người có cái EKG bình thường là bảo đảm là sẽ không có bị đau tim, thưa quý vị. Cái EKG nó chỉ cho mình biết ngay cái thời điểm đó là bình thường, nhưng mà 5, 10, 15 phút sau hoặc là vài ngày sau hoặc vài ngày tháng sau nó có thể là bất bình thường, thưa quý vị. Thì chỉ nhắc để cho quý vị biết vậy thôi. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, ngoài cái vấn đề mà cái EKG mà mình dùng để chẩn đoán cái bệnh mà nhồi máu cơ tim, thì có thể có những cái loại test nào khác mà ở bác sĩ hoặc là ở những cái trạm xá hay là những cái bệnh viện hay phòng cấp cứu nó dùng để chẩn đoán một người bị đau tim, thưa không thưa bác sĩ, thưa tiến sĩ Vi Hồ? Dạ thưa kính thưa quý vị, nếu mà mình đi đi mình không có triệu chứng gì hết nha, thì mình có thể đi khám hàng năm, mình theo dõi áp suất huyết của mình. Rồi nếu mà vấn đề thử máu á, thì cái thử máu có thể là mình thử coi trong trong cái những cái lượng cholesterol trong người mình nó có cao hay không. Và Vi cũng xin nói thêm một cái nữa là cái nhiều cái vấn đề cholesterol hay là cái chất mỡ triglyceride đó, thì nhiều khi nó không phải là không những phải là từ mình, nhưng mà nhiều khi có thể là có từ trong di truyền, có thể từ trong gia đình nữa. Thì có nhiều người ăn uống rất là cẩn thận, rất là kỹ lưỡng, rồi tập thể dục thể thao đủ thứ hết, nhưng mà cái cholesterol hay là những cái chất mỡ này nó vẫn cao. Đó là tại vì trong gia đình có thể có những người bố mẹ hay là ông bà thì cái bệnh này rồi nó có thể nó truyền, là nó có một tí gene nào đó nó truyền lại cho mình. Thành nếu mà trong trường hợp đó thì mình lại càng phải nỗ động nhiều hơn để làm sao cho mình bớt bớt những cái loại đường, loại cholesterol hay lipid đó. Nhiều khi mình cũng phải uống thuốc nữa, tại vì mình chỉ có thể làm được những cái gì mình có thể tự làm, nhưng mà nhiều khi mình làm quá thì mình cũng đâu có thể được nữa. Thành có thể nhờ phải nhờ sự trợ giúp của những cái loại thuốc đó. Còn một cái điều nữa là cái hút thuốc lá, là tiến sĩ chị có nói chuyện về hút thuốc lá, thì trong cái thuốc lá nó có một chất mà Vi nghĩ ai cũng biết hết á, là cái chất nicotine á. Thì cái chất nicotine này nó có khuynh hướng nó làm cho những cái mạch máu nó co lại, nó co thắt lại. Thì quý vị là muốn cái mạch máu mà nó rộng ra để cho máu nó luân chuyển, còn bây giờ nicotine nó làm cho nó nghẽn lại. Thì cái đó là nó là giống như nó trực tiếp á, làm cho hại cho những cái mạch máu của mình. Thành ra có nhiều cái như cái nhiều quý vị mà có những cái chứng bệnh mà cần phải mổ đó, thì mấy ông bác sĩ thường thường nói là có hút thuốc hay không, thì mình nói tôi hút thuốc rồi, hút thuốc là bao nhiêu năm ngày mấy gói. Rồi có thể mấy ông nói là bây giờ ông hay bà phải không hút thuốc nữa, nếu mà ông bà mà hút thuốc nữa thì chúng tôi sẽ không có làm cái vụ giải phẫu này đâu. Tại vì bây giờ mình vô trong đó mình làm giải phẫu mà lại hút thuốc thì nó làm cái mạch máu bị co trở lại. Thì những cái chỗ mà họ giải phẫu có thể nó không đủ cái chất oxy vào á, thì có thể nó cũng không có lành mau, thì nhiều khi nó cũng có thể chết. Mà cái chỗ đó những cái công việc mà những cái việc giải phẫu da họ làm rốt cuộc là không có thành công.
tại vì cái chất nicotine đó, nên cái đó cũng rất là nguy hiểm, thì cũng xin quý vị để ý cho. Rồi cái nói mày nói một cái nói về cái vụ mà cái nhồi máu cơ tim này, mình có thể nói tới nhiều đề tài nói chưa hết, nhưng mà một khi mà quý vị có những cái triệu chứng đó, quý vị gọi cấp cứu á, thì cấp cứu họ sẽ tới trong vòng mấy phút, họ có thể tới rồi họ gọi. Thí dụ mà trong khi mà quý vị gọi cấp cứu á, thì mình uống cái thuốc thuốc gì mình có thể đem ra để sẵn để đó cho người ta thấy, người ta tới người ta coi, người ta thấy, người ta biết coi là có phải cho mình thuốc gì để nó không có xung đột với lại những cái loại thuốc mà mình đang uống. Rồi nếu mà mình có tiền sử bệnh gì thì cũng nên, nếu mà thí dụ mình có bệnh như là bệnh tiểu mà tiểu đường, cao máu, uống thuốc gì, thì vì thấy một cách rất là hay là rất là nhiều quý vị đã làm rồi thì vì thấy rất là hay, thì họ ghi chép lại hết là bệnh gì, uống thuốc gì, lúc nào cũng đem cái mẫu giấy đó trong trong người mình, thí dụ ở trong cái bóp mình, lỡ có chuyện gì là lấy ra nói tôi đang bệnh này tôi đang uống cái này, bác sĩ của tôi là ai, cái điện thoại liên lạc như thế nào, thì có cái đó là quý vị khi khi mà quý vị mình khi mà mình đang bệnh á, thì nhiều khi đầu óc mình đâu có tỉnh táo để mình nói thuốc gì hay là bệnh gì hay là bác sĩ làm sao, mà nhiều khi mình không nhớ, với lại nhiều khi mình đã giống như mình bất tỉnh rồi thì làm sao mình nói được. Nếu mà mình có sẵn cái đó mình để trong ví của mình lúc nào cũng mang theo thì cái điều đó cũng rất là hữu ích. Rồi khi mà họ nói là họ tới khi bên cấp cứu họ tới nhà quý vị để mình đưa họ đi, họ thấy là ồ cái người này đang bị bệnh nhồi máu cơ tim, thì có thể là họ cho mình uống một cái là một aspirin, thì có thể họ cho oxygen trước cái gì để cho mình có oxy vào thở để cho nó bớt cái đau, rồi có thể họ cho mình thuốc đau. Nhưng mà cái nhiều khi họ cho mình cái thuốc gọi là thuốc aspirin đó quý vị, thì vì nghĩ là đồng bào mình bây giờ cũng rất là nhiều người dùng cái aspirin, thì họ dùng cái aspirin đó họ làm cho cái máu của mình nó có thể loãng ra để nó có thể nó thông qua được cái mạch máu đó, họ cho mình uống cái đó rồi họ cho chở mình đi vào đi trong vào nhà thương, thì cái đó là những cái điều mà Vi nghĩ là có thể hữu ích cho mình. Nếu mà quý vị đang uống những cái thuốc loãng máu khác hay những loại thuốc khác mà nó không có hợp với lại cái aspirin đó, thì có thể họ không cho quý vị uống cái thuốc đó. Nhưng mà cái nếu mình có những cái tiền lịch sử của mình về bệnh của mình rồi uống cái gì rồi đã có làm những cái gì rồi thì nên ghi lại, thì vì cái đó rất là hữu ích cho mình. Còn cái những đó là nói là về thí dụ mình thử máu, thử cholesterol, rồi thử đường coi trong người mình có cái bệnh đường hay không, hay là tiền tiền bệnh tiểu đường, thì đó là bằng cách thử máu, mà trước khi thử máu đó thì nhiều khi không không nên ăn sau sau nửa đêm, để cho ngày hôm sau cái họ lấy máu thì nó có chính xác hơn một chút. Nhưng mà Vi nghĩ là có thể uống một ít sip một chút nước cũng được nếu mà mình khát, hay là mình có thể phải uống thuốc để uống thuốc, nhưng mà đừng nên uống thuốc nếu mà đi thử đường thì không nên uống thuốc đường vào buổi sáng ngày hôm đó. Thì cái tông đồ thử cholesterol coi mình bị tiểu đường hay không, họ coi thử mình có bị tiểu thận hay không, rồi họ đo áp xuất huyết coi mà mình có bị cao áp xuất huyết hay không, họ tùy sau cái lịch sử của mình với lại cái lịch sử bệnh trong gia đình thì họ có thể xác định là mình có nhiều nguy cơ để mà bị bệnh nhồi máu cơ tim hay không. Mà một khi mà quý vị đã vào nhà thương rồi á, thì trong nhà thương là họ họ làm rất là lẹ, một khi vào trong phòng cấp cứu mình nói, bởi vì có nhiều người nói bây giờ tôi có bệnh tôi mới phải đi vào phòng cấp cứu, nhưng mà muốn làm sao để cho mà mình được gặp trị liền á, thì vì thấy là một trong cái mà nhân viên mà y tế sẽ gặp người bệnh nhân liền là nói tôi bị đau tim, nói mà tôi đang đau, hỏi đau đâu, nói chỉ vào chỗ này, là phần lớn là họ đưa cái người bệnh nhân đó vào trong đi vào trong bên trong họ khám liền. Thành ra là khi mà một họ xác định là mình đang bị nhồi máu cơ tim như vậy á, thì có thể họ cho mình oxygen, họ cho mình thuốc bớt đau, hoặc có cho thêm mình cái aspirin nếu mà mình không có vấn đề với cái thuốc đó, rồi sau đó là họ có thể làm cứ khoảng chừng 8 tiếng đồng hồ có thể họ lấy máu của mình rồi họ cho làm cái tông đồ để xác định
khi nhồi máu cơ tim nó đã đi tới đâu rồi, họ lấy máu mà họ lấy máu cũng cứ 8 tiếng họ lấy một lần. Rồi sau đó một khi mà mình nghĩa là bắt đầu ổn định một chút rồi thì có thể họ đi vào trong cái coi thử cái mạch máu của cái tim của mình nó có bị nó bị nghẽn hay không, và nếu mà bị nghẽn là bị nghẽn bao nhiêu, rồi cách chữa trị như thế nào. Rồi nhiều khi họ phải đưa vào trong cái phòng mổ để cho họ bỏ, có những cái cách họ dùng họ làm cho cái mạch máu của mình nó giãn ra một chút, nó gọi là stent đó. Còn nếu mà trong trường hợp mà không làm cái đó được, nhiều khi họ phải mổ mình, mổ mà nó gọi là open heart surgery, nghĩa là họ mở cái lồng ngực ngực mình ra, họ vào trong đó để họ làm cho cái mạch máu của mình nó thông đi, thông thông đi. Rồi nhiều khi là họ phải dùng những cái tĩnh mạch đó, ở dưới cái chân mình, dùng cái đó họ đắp vào trong cái mạch máu trong trái tim của mình, để cho giống như là họ làm cho một cái đường mạch máu khác để cho nó có sự lưu thông giữa cái mạch máu chính với lại cái mạch máu với lại cái cơ cơ tâm của mình, để cho mình có cái oxygen vào trong đó. Thì cái cách chữa trị nó cũng rất là nhiều, nó tùy theo cái mà mình bị như thế nào. Nếu mà bị ít thì họ dùng những cái phương pháp có thể là giản dị hơn, hay là ít gọi là invasive, hay là ít bị nguy cơ hơn. Còn nếu mà trong trường hợp mà mình chỉ bị nhẹ rồi sau đó mình cho mình về, thì mình phải để ý hơn về vấn đề cao máu cao mỡ. Rồi họ có thể cho quý vị, nếu mà bị cao máu thì họ cho mình uống thuốc cao máu, còn nếu mà mỡ thì có thể là họ phải cho mình uống thuốc. Rồi có thể mình điều hòa với lại cách ăn uống với lại cách hoạt động của trong người mình, để cho có cái sự quân bình, rồi có sự cái lượng máu nó được lưu thông tốt. Mà cái mà phải để ý là cái này nó trở thành là lâu dài, chứ không phải là ồ tôi nằm nhà thương 2 3 ngày về trước, bây giờ tôi khỏe rồi, tôi xí quách thấy xí quách vẫn muốn ăn, hay là muốn mở đồ barbecue nó rất là ngon thì cũng ăn. Thì mình cũng ăn, cũng có thể là phải giới hạn lại, nhưng mà mình cũng phải ăn, nhưng mà phải giới hạn lại. Thì cái vấn đề này nó trở thành là rất là lâu dài, thành ra là mình phải lúc nào cũng phải để ý. Chứ nhiều khi mình mới về nhà thương, vì thấy có nhiều người mới về nhà thương là cẩn thận lắm, rồi đủ thứ hết trơn, khoảng chừng vài 3 tháng sau hay là vài 3 năm sau là đâu cũng ra đó trở lại, gọi là chứng nào tật này cũng trở lại. Thành Người ra nói về năm 7 năm sau, năm 10 năm sau khám trở lại thì cái mạch máu nó bị bắt đầu ngẹn trở lại. Thì hồi đó là trị lần thứ nhì nữa thì rất là nguy hiểm so với lại lần thứ nhất. Thưa quý vị khán giả cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, thì mình chỉ còn vài giây phút nữa là kết thúc chương trình. Thì như quý vị thấy đó, tiến sĩ Vi Hồ đề cập thứ nhất là những cái triệu chứng mà về bị bệnh nhồi máu cơ tim, thì quý vị để ý những cái triệu chứng đó, ví dụ như đau ngực rồi khó thở rồi chóng mặt rồi nhiều khi muốn ói mửa. Đối với phụ nữ thì đôi lúc cái triệu chứng hơi khác chút xíu, mình cảm thấy như là đầy hơi này kia cái nọ, nhưng mà mình phải để ý thưa quý vị, đặc biệt là mình có lịch sử là mình bị đái đường hay là cao mỡ trong máu, rồi mình không có tập thể dục thể thao thường xuyên, mình bị béo phì này kia nọ thì mình để ý. Rồi nam như chị nói hồi nãy đó, thì trong cái độ tuổi từ 45 50 trở lên, hoặc là phụ nữ trong cái độ tuổi 55 60 trở lên thì mình nên để ý những cái triệu chứng như vậy. Rồi một điểm mà chị muốn nhấn mạnh là cái vấn đề stress. Thưa quý vị, mình nói nhiều khi nhiều cái yếu tố lắm, nhưng mà cái vấn đề stress tức là bị căng thẳng thần kinh đó thưa quý vị, thì quý vị phải tìm cách để mà mình thư giãn. Chị thấy như là bây giờ nhiều khi ngoài đường á, mình đi mà mình kẹt trong trong traffic, trong giao thông á, mà nhiều khi người ta cắt qua trước mặt mình rồi người ta lạng lách tùm lum, thôi kệ nó, quý vị ơi, mình bỏ qua. Như mà bà già chị bà hay nói là chín bỏ làm 10 con ơi, and then đôi lúc bà cũng nói mày tránh voi không sáu mặt nào, tức là ý bà nói là mà thằng nào mà nó hung hăng bỏ sức quá thì cho nó hung hăng bỏ sức đi, chứ mà mình cãi lộn nhá, nhiều khi nó bây giờ quý vị biết rồi, nhất nhất là tắc xịt, chị biết có nhiều người có súng lắm mà họ để trong xe á, nhiều khi mình người ta cắt trước mặt mình á, xong mình giận mình bóp còi người ta, đúng mà cái thằng đó hay cái cô đó mà nó trong lúc đó nó đã giận mình rồi, mà nhiều khi trong gia đình nó xào xáo gì đó, nó rút súng ra bắn mình thì nguy. Thì ý chị nói một lần nữa, nói vòng vo tam quốc, nhưng mà đại khái là mình đừng có stress, đừng căng thẳng quá thưa quý vị. Mình thư giãn, cái gì mình cũng bỏ qua hết là mình cũng ok thưa quý vị.
Đó là một điểm. Rồi cái điểm nữa chị muốn nhấn mạnh là nếu mà như tiến sĩ Thi Hồ đề cập mà quý vị có những cái triệu chứng mà quý vị nghĩ rằng thì là có thể là mình bị đau tim chẳng hạn, quý vị thì mình phải gọi 911 hay kêu người thân gọi 911. Quý vị để ý thấy ở những bệnh viện, những trường học, những công sở, những cái chỗ public, những chỗ trong công cộng đó, bây giờ nó có cái máy gọi là AED đó, thưa quý vị, gọi là Automatic External Defibrillation or Defibrillator, là cái máy mà dùng cho những người nào như chị nói, nhiều khi họ bị heart attack tức là bị trụy tim, nên cái tim nó tế bào nó bị chết đúng không thưa quý vị, cái tế bào, những tế bào mà cơ mà nuôi tim nó bị chết thì cái tim nó đưa vào tình trạng đập loạn xạ. Hồi xưa chị với tiến sĩ Vi Hồ có nói sơ sơ về cái vấn đề rung tam nhĩ đó thưa quý vị, còn cái này nó không phải là cái tam nhĩ nhưng mà cái chamber tức là cái ngang ở dưới cái tam nhĩ đó thưa quý vị, đôi lúc nó đập loạn xạ tại cái vấn đề về trụy tim chẳng hạn, thì mình có thể dùng cái máy đó. Quý vị thấy nhiều ở những nơi công cộng để mà cứu cái người đó, thưa quý vị. Dĩ nhiên cái máy nó rất đơn giản đó, không có cần phải huấn luyện mới dùng được, tại vì một khi mà mình lấy cái máy đó ra là nó sẽ hướng dẫn cho mình cách dùng, phải phải turn on cái máy như thế nào, phải apply cái pad lên ngực bệnh nhân thế nào. Thành ra nếu mà quý vị nghi là một người nào đó lăn ra bất tỉnh nhân sự mà có nhiều khả năng là bị đau tim, thưa quý vị, thì thứ nhất là mình gọi 911 để có người họ đến, thứ nhì nữa trong lúc mình đợi đó thì dùng cái máy đó để mà hy vọng mà cứu sống được 1.000 người, thưa quý vị. Đừng có ngại, là tại vì ở Mỹ này có cái luật gọi là Samaritan Law, tức là mình giúp một người, mình hết tâm hết sức mình giúp một người mà rủi người đó họ bị thương tích hoặc họ qua đời á, thì cái luật đó nó bảo vệ mình, chứ không phải là mình nói ồ thôi tôi mà rớ vô cái ông này mà rủi ông chết ra gia đình ông xu tôi chết. Nó có cái luật đó để bảo vệ mình, miễn là mình đã cố gắng hết sức mình rồi, thưa quý vị, tức là mình không có phải là giỡn giỡn chơi mà mình làm tầm bậy tầm bạ, mình làm hết sức mình là mình đã cố gắng hết rồi mà người ta vẫn không có phục hồi được hoặc người ta qua đời, thì cái luật đó nó bảo vệ mình đúng không tiến sĩ Vi Hồng? Dạ dạ thưa tiến sĩ Trì, rất là đúng. Mình làm trong cái khả năng, trong cái sự hiểu biết của mình với lại cái tấm lòng của mình thì cái luật đó nó giúp cho mình, chứ không phải là ai cũng xoay ra rồi lại xu xu những cái người mà có cái lòng như vậy, thì rốt cuộc mà như vậy hoài thì đâu có ai cứu ai đâu. Mình nghĩ một khi mà mình có cái tâm rồi thì nếu mà mình không có làm gì mà nó gọi là gross negligence á, nghĩa là mình chỉ làm trong những cái phạm vi hiểu biết của mình, thì tôi nghĩ là không 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 có không sao hết. Với lại xin trở lại về với cái ED á, thì bây giờ mấy cái đó nó rất là nhiều nơi, rất là thịnh hành. Không biết trong nhà hàng có không nhỉ, tiệm ăn rồi có không, nhưng mà trong những cái mall, cái chỗ khi mình đi shopping hay những cái tòa nhà cơ chính hay những cơ quan công cộng thì thông thường mấy cái đó rất là thông thường họ hay để những cái nơi mà có thể nhiều người thấy, thì cái đó cũng cứu rất là nhiều người rồi đó chị. Rất là nhiều người đợi khi cái 911 họ tới á, thì có thể mình bắt đầu cái này thì cũng giống như là làm cho trái trầm tim nó bắt đầu nó đập đập lại rồi, cầm cự đến khi nào mà những cái người mà chuyên gia chuyên môn về cái bên emergency họ tới, thì cái đó là nó giúp được rất là nhiều người. Phi không biết bên Việt Nam mình có hay không thì Phi không không nhớ nữa, không không nhớ nữa, nhưng mà phần lớn bên đây nó rất là thông 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 gọi là gì Bộ. thông dụng, rất là thông dụng. Với lại bên nghĩ bên Á Châu thì cũng xin lỗi bên Đông bên Âu Châu thì bên nghĩ họ cũng rất là thông dụng dùng cái máy này đi đó. Thưa tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Thì chị với lại tiến sĩ Vi Hồ tha thiết mong mỏi rằng mặc dù mình nói những cái chuyện rất là đơn giản, những cái chuyện nó xảy ra đôi lúc cũng cũng thường xuyên, nhưng mà mình hy vọng là nó không bao giờ xảy ra với bất cứ ai, nhưng mà rủi mà nó xảy ra thì mình ít nhiều mình cũng có hiểu sơ sơ để mà mình có thể hành động kịp thời. Tại vì một lần nữa giống như chị nhớ bữa trước á, tiến sĩ Vi Hồ với chị nói về cái vấn đề stroke tức là tai biến mạch não, thưa quý vị, mình cứ nhấn mạnh rằng thì là tiếng Mỹ nó gọi là time tissue, tức là thời gian á, là tế bào sống, thưa quý vị. Bởi vậy cái thời gian mà nó càng kéo dài chừng nào á, mà mình không cứu chữa kịp thời đó, thì cái tế bào nó chết nhiều chừng ấy. Thì mình có thể dùng một cái câu đó cho cái vấn đề về đau tim, thưa quý vị, là tại vì thời gian
cũng là cái tế bào. Tức là nếu mà quý vị đợi lâu quá mà không có đưa cái người thân của mình hoặc là cái người mà mình thấy mà trên đường ngoài công cộng mà đưa vô bệnh viện để mà có cứu kịp thời đó, thì cái tế bào nó chết đi. Cái tế bào nó chết đi thì nhiều khi lại không có phục hồi được, thưa quý vị. Và cái tác hại về lâu về dài nó không có phục hồi lại bình thường. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó, mình thấy cái người nào có thể là người thân, là bạn bè hoặc người dưng nước lạ, thưa quý vị, mà có cái triệu chứng mà bị có thể là bị đau tim, thưa quý vị, thì mình phải gọi 911 ngay lập tức để mà đưa cái người đó vào cái bệnh viện hoặc cái phòng cấp cứu để mà cấp cứu càng sớm càng tốt, thưa quý vị. Thì chị cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ, cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi. Chị hy vọng rằng quý vị sẽ trở lại với chương trình và gặp tiến sĩ Vi Hồ với chị hoặc có thể là những người khách mời khác trong chương trình để mà mình bàn thêm những cái đề tài mà chị nghĩ rằng sẽ ít nhiều giúp cho quý vị. Thưa quý vị, xin chào tạm biệt. Dạ, xin kính chào quý vị, dạ, xin tạm biệt.